Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 5 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cùng chủ trì chương trình. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, cùng lãnh đạo các sở ngành địa phương và bà con cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức thành công 4 chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri. Qua đó, các bất cập tồn tại cử tri phản ánh đã được các ngành địa phương tập trung giải quyết. Đồng thời cũng thể hiện được vai trò giám sát cũng như sự đồng hành của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố và các cấp, các ngành để kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm bức xúc. Chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 5 tập trung vào các nội dung về việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước đây liên quan đến đảm bảo an toàn giao thông, tình trạng ngập úng các tuyến đường và một số khu dân cư, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn tại nơi tập trung đông người. Đặc biệt, hai nội dung chính đề cập là việc thực hiện chuyển đổi số tại cộng đồng và các vấn đề về chính sách xã hội. Tại chương trình, cử tri thành phố cũng đã nêu ra nhiều ý kiến liên quan đến cơ chế chính sách và giải pháp về chuyển đổi số tại cộng đồng dân cư. Trong đó đề nghị có chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng về lắp đặt miễn phí wifi tại khu dân cư, về hỗ trợ hộ dân khó khăn khi các sóng di động 2G. Thì cái chủ trương mà ngắt sóng điện thoại 2G á, thì là chủ trương chung của cả nước, thì đương nhiên phải thực hiện. Nhưng thực tế là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng của chúng ta là vẫn còn khá nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đang dùng điện thoại SIM 2G. Thì trước tình hình trên, thì thành phố có chủ trương gì để hỗ trợ, giúp đỡ đối với những người nghèo, hộ gia đình rất khó khăn? Đà Nẵng cũng mong muốn là cắt cái sóng 2G trong năm 2024. Tuy nhiên là qua khảo sát thì hiện nay chúng ta thấy rằng cái sóng 2G không chỉ rằng là dùng để alo không, mà hiện nay nó còn có cái việc tích hợp vào một số các cái thiết bị đầu cuối. Do vậy nếu cắt sóng 2G thì một số các cái dịch vụ nó liên quan đến ảnh hưởng đến cái hệ thống. Do vậy rằng là cái việc này thì sở cũng sẽ tiếp tục rằng là tham mưu và đồng thời rằng là sẽ hỗ trợ đối với người dân trong cái việc cắt sóng 2G. Mình đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các cấp ngành ra soát lại hệ thống camera an ninh này, có chủ trương nâng cấp sửa chữa để phát huy và phục vụ tốt mục đích đã đặt ra, tránh lãng phí nguồn lực để lắp đặt hệ thống camera trong dân này. Hiện nay công an thành phố cũng đang tích cực triển khai thực hiện cái dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy kết hợp với hệ thống camera phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự giao thông và các phần mềm quản lý thông minh giai đoạn 1. Việc triển khai hệ thống camera rộng khắp trên địa bàn thành phố với các cái camera được trang bị các tính năng thông minh như là nhận diện khuôn mặt, nhận diện biển số xe và cảnh báo tự động. Ở nhóm vấn đề về chính sách xã hội, cử tri thành phố cũng đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gặp nhiều khó khăn, chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc đào tạo nghề cho người dân. Nếu người dân được hỗ trợ để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì sẽ góp phần bảo đảm an sinh xã hội khi về già. Vậy thì thành phố có cái định hướng ban hành chính sách hỗ trợ cho đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia trong thời gian đến không? Ủy ban thành phố sẽ chỉ đạo cho Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, các sở ngành thì sẽ theo dõi sát cái dự thảo luật bảo hiểm xã hội mà dự kiến Quốc hội sẽ thông qua năm 2024, cũng như là khảo sát nhu cầu để sớm trình Hội đồng thành phố thông qua một cái nghị quyết về cái chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đề nghị thành phố cho biết các cái giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thành phố trong thời gian đấy, nhất là việc đào tạo nghề cho lao động trong độ tuổi những cái khu vực nông thôn. Một là hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động, hiện nay đã xây dựng phần mềm. Nội dung thứ hai là kết nối thị trường lao động trong và ngoài nước, phát triển thị trường đặc thù. Ví dụ như lao động thời vụ Hòa Vang thì cũng là một năm khoảng hơn 100 nông dân Hòa Vang cũng được đi làm. Rồi các em đi thực tập, điều dưỡng tại Nhật. Tại chương trình, cử tri thành phố cũng nêu ra một số vấn đề trên lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Trong đó, các ngành liên quan đã thông tin cụ thể với cử tri các vấn đề quan tâm về việc đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm văn hóa thể thao quận huyện, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, công viên, vườn dạo trong khu dân cư, vấn đề nhà ở xã hội cho người nghèo, hộ khó khăn.
Phát biểu kết luận tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị các sở ngành địa phương tiếp thu các vấn đề cử tri nêu để chỉ đạo giải quyết thời gian tới. Trong đó sớm đề xuất xây dựng và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng, đồng thời tập trung rà soát, giải quyết các vấn đề còn bất cập để thực hiện tốt việc chuyển đổi số ở cộng đồng. Đối với các chính sách xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, chương trình nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu người dân. Việc đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Cần đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy, cán bộ và tổ chức các hoạt động. Nghiên cứu xem xét, điều chỉnh việc sử dụng các thửa đất trống, đất rẻo, phù hợp, có diện tích, đảm bảo để bố trí, bổ sung địa điểm làm nhà sinh hoạt cộng đồng. Đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo rà soát các khu đất trống, đặc biệt là quỹ đất công đang sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, để ưu tiên phát triển công viên, vườn dạo, sân chơi. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đề nghị các cấp các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong thực thi công vụ, nhằm tăng hiệu quả, chất lượng trong việc xử lý từng nhiệm vụ được giao, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023.